Mến chào tay ngộ quý khán thính giả thân thương trong bản tin Hoa Kỳ ngày 30 tháng 4 do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc cho quý vị có thật nhiều niềm vui, luôn bình an và hạnh phúc. Và để mở đầu chương trình, xin quý vị thương nhấn cho Emily một nút like để chương trình của chúng ta vượt qua những thuật toán của YouTube. Cảm ơn quý khán thính giả thật nhiều. Trở lại với bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Lục quân Mỹ cấm bay sau hai vụ rơi trực thăng liên tiếp. Người tội giác sắp tiết lộ bằng chứng bùng nổ về hành vi tham nhũng của gia đình tội phạm Biden đã bị thủ tiêu. Bí mật trong chiếc vali hạt nhân luôn sát cánh tổng thống Mỹ. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, Tư lệnh Lục quân Mỹ. James McConville ra lệnh ngừng mọi hoạt động hàng không từ tối ngày 28 tháng 4, chỉ đạo các đơn vị xem xét việc bảo trì máy bay, đào tạo phi công và các biện pháp an toàn. Dẫn tuyên bố từ ông McConville, Military Detain, phi công lực quân Mỹ ở nước ngoài như là châu Âu, Iraq và Syria cũng phải ngừng bay cho đến khi hoàn thành khóa đào tạo cần thiết. Tuy nhiên các phi công vẫn có thể cất cánh trong các trường hợp khẩn cấp như là sơ tán y tế. Lệnh cấm vào ngày 28 tháng 4 yêu cầu các binh sĩ tại ngũ phải hoàn thành huấn luyện trước ngày 5 tháng 5. Về binh quốc gia và lực lượng dự bị Mỹ sẽ có thời hạn đến ngày 31 tháng 5. Ba phi công thuộc Lục quân Mỹ đã thiệt mạng vào ngày 27 tháng 4 khi hai chiếc máy bay trực thăng Apache và va chạm trên không phận Alaska. Hai chiếc máy bay gặp nạn khi trên đường trở về sau các hoạt động huấn luyện. Đây không phải là vụ rơi máy bay đầu tiên liên quan đến trực thăng Apache trong năm nay. Một vụ tai nạn máy bay trực thăng khác đã làm bị thương hai binh sĩ thuộc tiểu đoàn tấn công số 25 của lục quân Mỹ vào tháng 2, cũng ở bang Alaska. Một vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng hơn ở gần Forest Campbell thuộc bang Kentucky khiến cho chính quân nhân thiệt mạng vào hồi tháng 3. Hai chiếc SS-60 hot đã va chạm trên không trong một nhiệm vụ huấn luyện thông thường người tố giác sắp tiết lộ bằng chứng bùng nổ về hành vi tham nhũng của gia đình tội phạm Biden đã bị thủ tiêu. Quý vị thân mến, như Gasquet Pandit đã loan tải một bản tin vào tháng 2 vừa qua về tiến sĩ Golub, đồng giám đốc của viện phân tích an ninh toàn cầu có trụ sở tại Washington, cho biết là ông sẽ tiết lộ thông tin bùng nổ về gia đình tội phạm Biden. Hiện nay tiến sĩ Golub đã mất tích trong hoàn cảnh vô cùng bí ẩn. Golub là cố vấn cho CEFc China Energy. CEFC, một tập đoàn kinh doanh có quan hệ cực kỳ chặt chẽ với Trung Quốc. Ông ấy đã có mối kinh doanh chung cùng với Hunter Biden. CEFC Energy đã trả cho Hunter Biden khoảng 5 triệu đô la chỉ riêng trong năm 2017 để đảm bảo các giao dịch năng lượng ở Hoa Kỳ, theo Washington Free Beacon. Một khi mọi quyền hành có trong tay, Joe Biden có đủ mọi cách giấu kín thông tin chi tiết về hành vi tham dũng của ông và gia đình ông với công chúng. Theo tiến sĩ lớp Chế độ Joe Biden đã bắt ông vì tội buôn bán vũ khí giả vào tháng 1. Đây là một động cơ chính trị nhằm bịt miệng tiếng nói của ông. Ông nói, tôi đã bị bắt ở ship theo yêu cầu dẫn độ có động cơ chính trị của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ tuyên bố tôi là một kẻ buôn bán vũ khí, sẽ thật buôn cười nếu nó không phải là bi kịch. Tôi chưa bao giờ buôn bán vũ khí. DOJ đang cố gắng xóa bỏ tôi để bảo vệ Joe, James và Hunter Biden. Mặc dù các tuyên bố của Love có vẻ dễ dàng bị bác bỏ như là một trò lừa bịp, nhưng mối liên hệ của anh ta với CFC China Energy cho thấy anh ta có thể biết điều gì đó về Biden. Tiến sĩ Love là người tố giác, luật sư Robert Hanok của Love nói với Washington pre Bacon. Anh ta khẳng định rằng các công tố viên đã quyết định không theo đuổi thông tin của Love và thay vào đó đang nhắm vào anh ta với những cáo buộc sai trái và ngụy tạo thật không may điều này dường như là một phần trong nỗ lực làm mất uy tín của một nhân chứng có thông tin quan trọng về cuộc điều tra của Quốc hội và DOJ đang diễn ra trên thực tế thì luật sư của lob đã nói với DOJ của Biden rằng thân chủ của ông sẽ gửi một lá thư tới Quốc hội chứa thông tin mà lob đã cung cấp trước đó cho FBI trong chính quyền Trump về gia đình Biden hơn nữa thì tờ New York Post tiết lộ rằng Lop đã biết về thông tin bụng nổ. Ai đó đang bán thông tin thực thi pháp luật Hoa Kỳ được niêm phong cho các cá nhân của Trung Quốc. Ye Changmin, người sáng lập và chủ tịch của CFC USA, một tổ chức phi lợi nhuận do Ủy ban Quỹ Năng lượng Trung Quốc thành lập, nói với Lop rằng, Hunter Biden có một người cung cấp thông tin trong FBI. Họ đã trả rất nhiều tiền để cung cấp thông tin thực thi pháp luật niêm phong. Trục chuối FBI này được cho là có tên là Quan Yi Love dường như sắp kết thúc một cuộc điều tra về các giao dịch kinh doanh của gia đình tội phạm Ba Thế nhưng một điều gì đó rất thuận lợi đã xảy ra trong tháng này mang lại lợi ích cho gia đình. Tờ tin tức kinh doanh của người Do Thái tiết lộ rằng, Lớp đã đăng ký bảo lãnh với số tiền 400.000 euro, tương đương với 438 USD. Sau đó, lớp đột nhiên biến mất. Vào tháng 3, một tòa án của Sip cân nhắc yêu cầu dẫn độ của Hoa Kỳ đã hướng dẫn anh ta giao nộp hộ chiếu cho chính quyền và nộp 400.000 euro tiền bảo lãnh trước khi được trả tự do. Anh ta cũng được yêu cầu đăng ký tại đồn cảnh sát Parforce hàng tuần, nhưng không được phép trong tháng qua và không xuất hiện trong 3 ngày xác xử. Xe của Love được tìm thấy bị bỏ lại trên đảo một ngày sau khi vụ mất tích của anh ta được báo cáo. Không có thêm thông tin nào về giáo sư Golub, nơi ở hoặc là tiến độ của các thủ tục pháp lý kể từ khi có tên ông mất tích vào tháng 4 năm 2023. Không rõ là liệu ông đã trốn khỏi ship hay gặp phải trò chơi xấu. Hãy cùng hy vọng là lớp tìm được thấy an toàn vì công lý đang trông cậy vào anh ấy. Bí mật trong chiếc vali hạt nhân luôn sát cánh cùng Tổng thống Mỹ Thưa quý vị, chiếc vali hạt nhân có tên chính thức là cập khẩn cấp của Tổng thống Mỹ, nhưng nó thường được gọi bằng tên thân mật là quả bóng hạt nhân hoặc đơn giản là quả bóng. Vali hạt nhân của Tổng thống Mỹ thực chất là một chiếc cặp đen chứa những mật mã cần thiết để kích hoạt lệnh tấn công hạt nhân nhằm vào bất kỳ nơi nào trên thế giới. Theo báo New York Times, mọi tổng thống Mỹ từ thời John F Kennedy luôn được một trợ lý quân sự tháp tùng mang theo chiếc cặp quyền lực để vị tổng tư lệnh có thể điều hành các lực lượng hạt nhân từ xa. Điều ông có ở tòa Bạch ốc hay không? Dù ông có ở tòa Bạch ốc hay không, theo The giờ qua điện, thực tế có 3 quả bóng hạt nhân, một chiếc luôn sát cánh cùng tổng thống khi ông rời tòa Bạch Ốc, một chiếc khác cho phó tổng thống và một chiếc vali còn lại được cất trong tòa Bạch Ốc. Đến nay thì chưa một tổng thống nào của nước Mỹ phải dùng đến chiếc vali hạt nhân. Bí ẩn bên trong chiếc vali hạt nhân Thưa quý vị, trong các bộ phim bom tấn thì tổng thống chỉ cần mở chiếc vali chứa quả bóng hạt nhân, bấm nút là kích hoạt được một cuộc tấn công chuẩn xác tới bất cứ đâu. Tuy nhiên, thì trên thực tế, Tổng thống Mỹ không hề bấm nút phóng vũ khí hạt nhân như mọi người vẫn tưởng. Thay vào đó, chiếc vali nặng khoảng 20kg, chứa các thiết bị và tài liệu liên quan đến mệnh lệnh khai khóa hạt nhân của Tổng thống Mỹ. Thưa quý vị, theo The Washington Post, thì chiếc vali hạt nhân chứa 4 báu vật. Đầu tiên là một cuốn sách bì đen dày 75 trang, liệt kê các lựa chọn tấn công và mã phóng cho từng loại vũ khí. Tiếp theo là một tấm thẻ có biệt Biscuit, chứa các mã định danh của riêng vị tổng thống đó. Mục vật thứ ba đó là một bản hướng dẫn dày 10 trang để sử dụng hệ thống liên lạc khẩn cấp và một danh sách các khu vực tối mật an toàn mà tổng thống có thể dùng đến. Ngoài ra thì chiếc vali được cho là còn chứa các hệ thống thiết bị để tổng thống có thể giữ liên lạc với trung tâm chỉ huy quân sự quốc gia tại Ngũ giác đài hay phòng chiến tranh, vốn là cơ quan theo dõi mối đe dọa hạt nhân trên toàn thế giới. Với bốn bố vật trong chiếc vali hạt nhân này, Tổng thống Mỹ phải mất một khoảng thời gian với quy trình từ trên xuống, chặt chẽ và liên quan đến nhiều nhân vật chủ chốt thì vũ khí hạt nhân mới được khai hỏa. Quy trình kích hoạt vũ khí hạt nhân Một cựu quan chức cấp cao của Tòa Bạch Ốc chia sẻ trên BBC rằng, quy trình đưa ra quyết định phóng hạt nhân sẽ tùy thuộc vào từng hoàn cảnh khác nhau nếu như đây là một quyết định mang tính dài hạn và được tính toán một cách kỹ lưỡng như tấn công phụ đầu một nước nào đó, quá trình này sẽ có sự tham gia của rất nhiều người. Thưa quý vị, những nhân vật quan trọng như là phó tổng thống, cố vấn an ninh quốc gia và nhiều vị trí then chốt trong nội các sẽ cùng tham dự để đưa ra quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, thì trong trường hợp khẩn thì tổng thống sẽ toàn quyền quyết định về việc này. Trả lời hãng tin DW, chuyên gia về hệ thống chỉ huy điều khiển hạt nhân của Mỹ, Bruce Blair cho biết, Washington đã xây dựng một quy trình họp tham vấn từ xa để kết nối với các cố vấn hàng đầu với phòng họp Tổng thống Mỹ, trong trường hợp là họ đang ở xa. Tổng thống cần trao đổi với một nhân vật quan trọng là chỉ huy các lực lượng chiến thuật của Mỹ tại Omaha, Nebraska. Đây sẽ là người phân tích cho người đứng đầu Nhà Trắng về những lựa chọn có sẵn và các hệ quả người này sẽ tham vấn tổng thống về các điều kiện sử dụng vũ khí hạt nhân, chẳng hạn như là liệu ông ấy có muốn tránh đánh vào các vùng đô thị nông dân cư hay không. Sau khi tổng thống Mỹ đưa ra lựa chọn tấn công, lệnh khai hỏa sẽ chuyển đến phòng chiến tranh. Đây là lúc phòng chiến tranh yêu cầu tổng thống xác thực lệnh bằng mã trong Biscuit. Với mật mã chính xác, ngũ giác đài sẽ chuyển thông điệp khẩn hoặc là lệnh phóng tên lửa hạt nhân đến với các đơn vị được tổng thống lựa chọn. Thưa quý vị, theo hãng Bloomberg đưa tin, lệnh phóng này có độ dài là 150 ký tự, được mã hóa kèm theo các mã đặc biệt để mở khóa vũ khí hạt nhân. Mệnh lệnh này bao gồm cả chỉ dẫn cho các chỉ huy thực hiện lệnh phóng và thời gian khai hỏa. Chỉ vài phút sau thì các thành viên thực hiện kế hoạch tấn công sẽ nhận lệnh. Sau khi nhận lệnh khai hỏa, đội phóng tên lửa hoàn thành nhiệm vụ trong khoảng 10 đến 15 phút. Một khi tên lửa hạt nhân đã được lệnh phóng thì không có cách nào được thu hồi bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin tức hôm nay do emily và cộng sự thực hiện kính chúc cho tất cả quý khán thính giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình của emily xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận kế tiếp quý vị đừng quên bấm đăng ký và bấm biểu tượng hình chuông bên phải để nhận được những bản tin mới nhất